Rồi Hiển Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Ồ, đang có cái con là mặc cái áo dài nè, rất là đẹp. Ủa ơi, mấy cô mặc áo dài luôn. Ồ, con chào các cô. Các cô mặc áo dài đẹp quá. Dạ, con chào các cô. Mấy cô mặc áo dài quá đẹp luôn. Đây ấm ức. Không biết anh Vũ Linh nằm ở đây, anh nằm ở chỗ nào? Đó, đầy đủ không? Có nè, có quay phim truyền hình nè. Đã quay. Đây. Cũng nhớ hai cô nữa hả? Hai cô mặc áo dài nữa. Mấy cô đây là ái mộ nghệ sĩ Vũ Linh, anh Vũ Linh. Dạ. À, chắc xin mấy cô tấm hình lên chụp ngay mộ mặc áo dài đây, đẹp. Áo dài là đứng kế bên phần mộ của anh Linh chụp. À, rồi. Thị xã Bến Cát. Mộ Vũ Linh, ái mộ Vũ Linh, nhờ các anh Đức lên lên mạng giùm, lên sóng. À, mà cũng phải cầu siêu cho anh Vũ Linh được siêu thoát. Dạ. Rồi mới thắp nhang. Ủa mình có mộ người Hăng trong đây không cô? Cũng có. Dạ. Các cô cho Hăng để cho con tấm hình ở trên mộ ha. Đứng ở trên đó đó cô, cho con chụp tấm hình. Đây lại đứng rồi. Dạ đúng rồi, đứng hai bên mộ á, mấy cô chia ra cái cho con chụp cái tấm hình nha. Dạ. Rồi. Giảng sự như ý để cho nó cô qua đây đi cô, đứng hai bên đó cô, cho tụi con chụp hình cô. Con bên đây nè cô. Cô qua đây cô. Chia ra cô. Đó, hai cô nè, đó. Đủ xong rồi chưa? Rồi. Số màu vàng á. 2 3. Dạ dạ. Ồ, quá đẹp luôn cô ơi. Bắn tim luôn. Chắp tay luôn, chắp tay niệm Phật luôn. Rồi, cô chắp tay niệm Phật luôn đi cô. Chắp tay đi cô. Bữa nay chiều có mấy cô mặc áo dài đến mộ chú đẹp quá. Đẹp quá cái cô ơi. Dạ, cảm ơn các cô rất là nhiều. Ủa các cô làm chị em hay là sao cô? Cái này cũng ca sĩ không á. Dễ hả cô? Ca sĩ mọi mộ nghệ sĩ. Dạ. Ca sĩ thôi chứ còn chưa có là nghệ sĩ. Mến mộ nghệ sĩ. Dạ. Ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ thôi. Mình là thể loại dòng nhạc gì hả cô? Chữ tình. Dạ, chữ tình. Bolero. Ca cổ luôn. Ồ. Chút xíu nữa mấy mấy cô. Đó. Nghệ sĩ là người ta nói là tao quất liền à. Khi nghe anh tỏ ý em già đò bỏ đi. Đẹp đi đây đây. Đẹp nè. Rồi làm đi. Hay quá cô ơi. Hay quá cô ơi. Cô đây nè cô. Đứng bản cho ông. Đứng qua đây cô. Chi ra bên nào cũng ba cho đẹp. Ba đi bên ba đi. Đó. Bên nào ba không có mát bên rồi. Nào ba ba không có mát. Dạ. Nên nãy cho ông nhấc bánh da vô cầm cầm trong qua cái không. Đó đứng hình chữ V đó, đứng hình chữ V. Từ lâu rồi. Đôi vì đưa cách đôi môi tờ duyên xưa còn hai một mai chưa hợp. Rồi đó cô hát cái bản Vũ Linh ca đó. Các cô có một bài nào của chú lên không? Bài nào mà các cô hộp á? 20 năm tình đẹp mùi chân trâu. Đúng rồi. Vô vô. Ra đi bà ra. Sao vậy trời? Đây là nghệ sĩ thành phố Huế. Dạ dạ. 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 D
Úc, chị ba. Bữa nãy ai hát là coi như là chú phù hậu luôn á. Không vô mày. Nhà màu tiên. Cái bạn đó không vô. Cô ơi, cô có hịch và hột tình đẹp mùa chôm chôm không cô? Dạ, tụi con ở Bình Dương. Chúc mấy cô về, mấy cô bấm kênh Bùi Hải Vlog nha. Dạ, Thiện Tiên Vlog. Dạ. Dạ. Cái này con nghe là lạ nè. Phương áo vàng mới đọc tên cô ơi. Vậy hả? Mình mới cho nó. Vậy ông Hải. Cô biết Bùi Hải không? Bùi Hải Vlog. Cô có coi Bùi Hải Vlog nha cô. Cô có coi 16 ếch không cô? Không. Ai cũng không hết. Không đúng về tụi bên hết. Dạ. Cô đừng có vô Duy Minh nha, tại kênh nó kênh lớn là cô. Trời ơi. Bây giờ tại vì mấy con mới làm thì tụi cô. Không. Người ta nói giùm rồi đó nha. Người ta nói giùm rồi đó. Để thấy đứng cái bản thang thang nó không có cái hiệu kênh ta nói giùm không có trời ơi đất hở cái kìa cô ơi cô đừng có xem kênh 16 hết nha cô mở là từ đó bên nào nữa cô gặp với mẹ ơi cô dạ anh đứng có quay thì người ta đang chạy nha cô ơi cho con một tám cho con một tám trời mấy cô quá vui luôn. Anh tưởng rằng trong tương lai sẽ cùng ai kết giải tâm. Hay quá cô ơi. Mơ mộng đã quá. Cái hay lắm không chưa ca. Tại cho Vũ Linh bảo mà nó có kêu rồi. Anh vẫn bị mộng mộng mãi môi mới hai lần. Cái tại. Sửa ra. Mày làm câu giùm cậu rồi. Tôi có buồn nào hơn bằng người yêu mình. Sao quên. Quên. Cô quá vui. Chết rồi. Tại vì mấy con làm số mới chuẩn bị. Dạ. Mới chuẩn bị rồi cô làm. Dạ. Không cho vô. Không cho vô. Không thù cho vô. Đừng có làm thầm nè. Sao mắt cô cái này là vui là được mà hát cô. Ừ. Hôm nay mấy cô vui quá. Cái ca cổ hay lắm. Không nó ca bảy bạn vô lên được mà. Ừ. Nó ngồi nói đâu rồi. Bây giờ 25 mùi chôm chôm là chuyến xe cuối cùng. Ừ. Làm sao? Ba này thuộc nhiều mà không ca này bả thuộc nhiều mà không ca. Đó cô rồi kìa. Tự Khanh cho quả xuống đây tại vậy ta. Khanh kim tại. Anh Kim Tệ à? Cái này là Ngọc Mỹ nha, đừng nói Mỹ, không có tùng tên. Cô là Ngọc Mỹ hả cô? Ngọc Mỹ. Dạ. Không có Trương Mỹ, Trương Mỹ. Lớn hơn một có cái clip tôi cái. Dạ. Cô xin chính đẹp luôn. Cô ăn bánh cát, thị xã bánh cát. Thị xã bánh cát. Bánh cát luôn, chợ kế bên đây mà. Sát bên. Dạ. Tươi không cô? Chú quá tươi đúng không? Ngày xưa là biết bao nhiêu cô nàng là chết. Trời khỏi nói luôn. Quá đẹp luôn. Cô có đi coi Vũng Linh lần nào chưa cô? Trời ơi, mày nhóc ra. Bây giờ còn trẻ, còn trẻ là môi ca lắm. Vũ Linh lớn hơn cô 1 tuổi á. Rồi, bây giờ tụi con cảm ơn cô. Chúc các cô hoặc là nhiều sức khỏe. Dạ. Vui quá. Dạ. Bây giờ mấy cô lên qua tiệm đèn hả? Dạ. Vậy là mấy cô có nãy có lên đó không? Có rồi, xong rồi. Xong rồi hả cô? 2 giờ mà. À, vậy hả cô? 2 giờ á. Dạ. Rồi bây giờ mấy cô đi về. Dạ. Cô đi sinh hoạt người cao tuổi nữa. Dạ. Gần bảo hơn ha. Gần bảo hơn không? Đúng rồi, con nói đúng. Gần kiểu quê với một bên đi quê. Ủa mấy cô có tập cái gì dưỡng sinh hả? À, đúng không cô? Đúng. Tại vì hồi sáng con tại cái giò con bị mất mổ nè. À, mỗi buổi sáng là con đi ngang đó là con thấy hay tập á, là mấy cô tập á hả? Mấy con này. Dạ, trời ơi. Dạ. Con này sao con hết ca quá vậy? Con thấy mặc đồng phục á, áo rồi đó. Dạ, vậy là mấy cô là đi tập dưỡng sinh.
con này chắc không dạy. Các cô trên đường về tự lộ mình ăn nha. Rồi, con chào các cô. Đặc biệt là Thanh Hồng nha, làm đâu được mấy nha cô. Rồi, bây giờ Tài Tiên xin kết thúc của chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành nha.